con mèo này đang bị cô gái dí súng vào đầu, đặt hai tay ra sau đầu, dựa thẳng lưng vào tường. Bà thím đứng bán hàng bên đường cũng phải đứng hình, bắt một con mèo thôi có cần lố vậy không? Khi thấy cô gái định nổ súng, một chàng trai bất ngờ xông ra. Anh ta chỉ trích cô gái ngược đãi động vật mà không phát hiện chú mèo bé nhỏ phía sau đang chậm chậm biến thành người. Đột nhiên một bộ móng vuốt sắc nhọn của mèo siết lấy cổ anh. Cho tôi đi. Báo cáo tổng bộ, nghi phạm đã lọt lưới. Hóa ra chú mèo này là một tội phạm bỏ trốn của cục quản lý động vật, mà cô gái chính là đặc vụ phụ trách bắt giữ anh ta. Trong thế giới này, động vật có thể biến thành người, ẩn náu trong thế giới con người. Bọn họ được gọi là người biến dị, mà cục quản lý động vật là người chịu trách nhiệm bảo vệ người biến dị và đảm bảo họ chung sống hòa bình với con người. Cô gái tên Tiểu Ái là đặc vụ thám tử của cục quản lý động vật. Hôm đó, cô nhận được một vụ án lớn, xảy ra án mạng ở tiểu khu Quang Huy trên đường Kiến Thiết, nghi ngờ thân phận của nạn nhân là người biến dị. Tiểu Ái tức tốc đến hiện trường án mạng, phát hiện người phụ nữ bị hại tên Hứa Chí là một con giun đất thành tinh. Phần bụng của Hứa Chí có tổng cộng 20 nhát dao, nhưng kỳ lạ là trên dao chỉ có dấu vân tay của một mình cô. Hơn nữa căn nhà cũng không có dấu vết bị đột nhập, các bằng chứng chứng minh rằng Hứa Chí chỉ có thể là tự sát. Tuy nhiên trợ lý hách vận của Tiểu Ái lại đưa ra phản đối kịch liệt. Anh nói bản thân có quen biết Hứa Chí, hai người họ từ nhỏ đã cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, tính cách của cô ấy rất tốt, rất cởi mở. Hách vận tuyệt đối không tin, cô gái kiên cường lạc quan đó lại dễ dàng tự tử. Nghe những lời chia sẻ của Hách vận, Tiểu Ái cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô quyết định điều tra một vài thông tin từ bố mẹ của Hứa Chí. Bố mẹ nuôi nói Hứa Chí gần đây tính khí rất trẻ con, thường xuyên không kiểm soát được cảm xúc. Chồng của cô lại còn là một gã khốn kiếp, ngày nào cũng cãi vã đòi ly hôn. Tiểu Ái gọi người chồng này đến thẩm vấn. Nhìn từng tấm hình chụp thi thể của Hứa Chí, người đàn ông lập tức rén ngang. Là tôi đã hại cô ấy, tôi không nên đưa giấy ly hôn cho cô ấy vào lúc đó. Người chồng nói, Hứa Chí gần đây như thể biến thành người khác, ngày nào cũng nổi nóng khi ở nhà, còn luôn miệng đòi thay đổi một cuộc sống khác. Anh vô cùng nghi ngờ Hứa Chí đang mắc chứng trầm cảm sau sinh, vì vậy mới nghĩ quẩn tự sát. Người chồng lột bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình, không ngờ cảnh sát lại đẩy ra một tấm hình. Anh Vương, anh thường xuyên ra ngoài là thực sự đi công tác hay sao? Hóa ra cảnh sát đã điều tra ra, chồng của Hứa Chí mới là kẻ mắc lỗi. Có thể anh ta là vì muốn độc chiếm tài sản được sau ly hôn nên mới giết chết vợ. Nghe lời suy đoán của cảnh sát, người chồng lập tức thề với bóng đèn, nhất quyết không thừa nhận tội giết người. Tiểu Ái cử người đi điều tra hành tung của hắn. Thực sự vào ngày xảy ra án mạng, người chồng có bằng chứng ngoại phạm không ở hiện trường. Manh mối dần bị lật lên, vào lúc mọi người đang dần chấp nhận Hứa Chí có khả năng cao là tự sát, thì một video giám sát mới lại khiến vụ án mạng xuất hiện nhiều điểm đáng nghi. Camera ghi hình lại, Hứa Chí xuất hiện ở thang máy vào lúc 10:30. Nhưng kỳ lạ là, thời gian tử vong của cô rõ ràng là 10 giờ. Chết rồi lại tái sinh, rồi lại chết. Trong chuyện này rốt cuộc có bí mật gì? Cô chôn nửa cơ thể mình xuống đất ở trong một chiếc hộp, lấp đầy đất lên người, rồi lại che bằng màng bám. Một tháng sau, cô bò ra khỏi chiếc hộp, liền mọc ra phần chân hoàn toàn mới. Chuyện thần kỳ hơn là, cô chôn nửa thân dưới ở một chiếc hộp khác, cũng mọc lên nửa bộ phận còn lại. Cô gái cứ vậy đã tạo ra cho mình một phân thân. Cô gái là Hứa Chí, chết tại nhà vào 10 giờ đêm qua. Nhưng chuyện lạ là, Tiểu Ái phát hiện cô 10:30 lại sống sờ sờ xuất hiện tại thang máy qua camera ghi hình. Có điều biểu cảm của cô rất sợ hãi, dường như đã gặp phải gì đó đáng sợ. Ngay cả cách ăn mặc trang điểm cũng có thay đổi. Chuyện này kỳ lạ quá, vẻ như cô ấy còn không nhớ mình sống ở tầng mấy. Phát hiện mới này giúp cục quản lý động vật mở ra lối điều tra mới. Bọn họ kiểm tra di vật của Hứa Chí, bất ngờ phát hiện một thông báo nhập học của học viện âm nhạc. Hách vận bất ngờ nhớ ra anh từng gặp mặt Hứa Chí ở trạm tàu hỏa. Lúc đó Hứa Chí nói mình sẽ đi học ở tỉnh ngoài, nhưng anh vừa dứt câu, một cảnh sát khác lại nói không thể nào, bởi vì anh đã từng đi xung quanh điều tra. Sau khi Hứa Chí tốt nghiệp cấp 3, luôn sống ở quê hương, chưa từng ra tỉnh ngoài. Cách nói của hai người trái ngược hoàn toàn. Tiểu Ái sau đó chỉ đành đi tìm chồng của Hứa Chí, hỏi về chuyện giấy nhập học. Người chồng nói, Hứa Chí năm đó thực sự đã nhận được thông báo nhập học, nhưng gia đình không đồng ý, cô liền ra ngoài nghỉ ngơi một tháng, rồi quay về đồng ý không đi nữa. Tiểu Ái là người nhạy cảm, lật xem học tịch của Hứa Chí trong kho hồ sơ, bất ngờ phát hiện Hứa Chí có hai bản học tịch thật. Một cái có ghi sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hứa Chí ở lại quê kết hôn sinh con. Một cái có ghi cô đã đến thành phố học trường học viện âm nhạc. Hứa Chí không những đã nhập học, còn tốt nghiệp sau 4 năm. Một người làm sao có thể cùng lúc có hai cuộc đời không giống nhau chứ? Trừ khi cô có bản sao. Tiểu Ái lập tức nghĩ tới, Hứa Chí là giun đất có khả năng tái sinh. Hứa Chí liệu cũng có khả năng đó không? Cô tới kiểm chứng với pháp y, quả nhiên đã được chứng thực, vậy nên giun đất tinh có thể phân thân. Về lý thuyết thì có thể, pháp y nói giun đất sau khi phân thân và cần thời gian một tháng tĩnh dưỡng, mà năm Hứa Chí tốt nghiệp, tình cờ ra ngoài nghỉ dưỡng một tháng. Giờ tất cả nút thắt đều đã được gỡ bỏ. Khi hai Hứa Chí xảy ra mâu thuẫn, lại hẹn gặp ở nhà, một người lấy dao giết chết một người, vậy trên hung khí
dĩ nhiên sẽ chỉ có dấu vân tay của Hứa Chí. Tiểu Ái suy đoán rằng, vào năm Hứa Chí tốt nghiệp, đã rơi vào hai lựa chọn khó khăn, một là tiến Bắc, hai là ở nhà, liền quyết định tách bản thân thành hai thể, cùng trải qua cuộc đời khác nhau. Người chết vào lúc 10 giờ là bản chính, còn người xuất hiện ở thang máy lúc 10 rưỡi, có lẽ là bản sao. Bản sao đã giết chết bản chính không rõ vì lý do gì, vì tướng mạo và DNA của bản sao và bản chính đều y hệt nhau, nên ở hiện trường không có bất kỳ dấu vết nào của người khác. Suy đoán được thành lập, giờ chỉ cần đi tìm ra phân thân của Hứa Chí là có thể vén màn sự thật. Tuy nhiên, khi Tiểu Ái nhìn thấy phân thân của Hứa Chí ở một quán bar, lý trí của cô đột nhiên chùn bước. Ánh sáng trong mắt của Hứa Chí bản sao, cùng với khóe môi cười mỉm dường như đang nói với cả thế giới rằng cô vô cùng yêu cuộc sống của mình. Nếu cô ấy không muốn chiếm đoạt cuộc đời của Hứa Chí, vậy thì giết người là vì động cơ gì?